làm sao đây? Hả? Gắn cái đầu thì cứ đút vô vậy thôi. Gắn như vậy nó lục lạc vậy. Đâu mình quay ra nó cứng lại, quay ra quay cái này kìa. Quay cái ngược. Đó, cứng rồi đó. Ờ cứng. Ở đâu cứng đó. Cứng. Cứng rồi đó. Để vậy thì là khi mình ép vô là cứng rồi. Nó co mà. Đúng. Má là chạy im dữ ta. Hết số chưa? Chưa. Cái này cho nó chạy nó trơn tru xuống đi, đừng cho nó lên cao quá. Mình đặt dính này nó lên nó xuống. Chạy này anh dặn từ từ thôi, đừng có dặn vuốt cái ào cái cho lên tua cao cái nó dễ bị giật. Cái này nè, mình dặn đây nè. Bật lên vậy nè. À. Gạt ra vậy là khóa. Đẩy lên vậy là kéo được. Còn này đây. Này là khóa quay. Khóa quay là giống như cho cái thằng này được cái chạy tụt vô á, khóa quay là vậy nè. Đó, quay không được. Mở ra. Quay. Không quay. Thì thôi, thằng này cũng có khóa nữa nè. Thằng này không có nó gạt xuống chạy tự động á. Tự động quên. Không có khóa, cái đó không khóa. Khóa trên đây. Không có khóa. Thì đâu khóa không? Không có khóa. Đầu dao nè. Ủa. Đó, đầu dao nè. Cái đó là để mình xây dao á, xây đổi dao giống như anh kẹp đây dao. Đúng rồi. Tiện nhôm rồi bên đây dao tiện sắt rồi cái quay. Đúng rồi. Đó. Chỉnh từ từ chỗ lên từ từ thôi, đừng có dặn cái ào cái lên tu cao. Tắt cái nút đỏ không? Đây, đóng xuống đây là như nó tắt không? Tắt đó là tắt khẩn cấp á, dừng khẩn cấp á. Ừ. Còn mình quay xuống nó cũng tắt rồi. Ừ. Cái này là nó cái chốt để ra nghỉ vô. Bấm này nó mở. Bấm nó mở. Cái này là đổi chiều. Cái này là quay ra quay vô được không ta? Đúng rồi. Đó chiều thuận chiều nghịch á. Nè. Nó quay nghịch lại, họ nhấn lại nút xanh lại. À quên. Cái này nó quay nè. Ngược lại. Nó quay vô đây. À, ý là nó quay ngược. À. Mà cái máy này tốt nhất là nói đứt cho nó đó. Tại vì đồ sắt không. Cẩn thận thì nói đứt cho nó. Quay ra, quay vậy như vậy thôi. Ok. Rồi còn thắc mắc gì nữa không? Đồ thắc mắc là chưa xài cho nó xài.